Vâng, đồ gỗ Mộc Nam Huy xin chào. Đến với video này, cơ sở Mộc Nam Huy sẽ quay và phân tích cho quý anh chị khách hàng cái lý do tại sao mà khi đi mua đồ gỗ, quý anh chị nên kiểm tra các phần gầm dưới nhé. Vâng, ở đây thì cơ sở có lập sẵn lên hai chiếc ghế này và có cả chiếc bàn, rồi nó còn nhiều lắm. Nhưng mà hôm nay thì cơ sở sẽ giới thiệu nhanh thôi và sẽ chia sẻ với quý anh chị thật là nhanh thôi. Vâng, khi mà chúng ta đi mua đồ gỗ ấy thì thông thường các cái sản phẩm, trên tất cả các sản phẩm luôn, thì thông thường là các phần mặt tiền sẽ được ưu tiên những cái phần gỗ đẹp nhất. Còn các cái phần gầm dưới như thế này thì thông thường ấy là chúng ta sẽ làm ở trên những cái loại gỗ mà nó gọi là nó tì đi một chút hoặc vết hơn một chút. Chứ thực sự thì để mà nói là nếu như các cái phần gỗ tì và vết chúng ta bỏ đi hết ấy, thì nó không có được nha. Tuy nhiên khi mà các anh chị đi mua thì chúng ta cũng cần phải biết rằng là tì trong khoảng bao nhiêu, vết như thế nào là hợp lý. Chứ không phải là chúng ta cứ nói như vậy rồi cái phần gầm dưới muốn làm gì làm, quý anh chị nha. Vâng, thì đây em sẽ trực tiếp quay để cho quý anh chị dễ hình dung. Vâng, khi mà một cái sản phẩm anh chị lật lên thì thông thường nhất thì nó sẽ là về các cái phần chân như thế này. Thì ở các cái bản chân thông thường thì thông thường là sẽ được sử dụng ở các cái bản ung tim. Lung la là những cái miếng gỗ nằm ở giữa đường tim thép ấy thì sẽ được làm chân. Thì hai cái mặt chân đẹp quay ra ngoài, còn hai mặt chân xấu thì sẽ quay vào trong. Thực sự thì bên cơ sở Mộc Nam Huy là thỉnh thoảng là cũng có những cái chân như vậy nhá, tại vì tiêu chuẩn nó vẫn có. Tuy nhiên khi mà các anh chị đi mua thì nếu như mà được ấy thì chúng ta cũng có thể là ưu tiên chọn lựa các cái sản phẩm mà nó có các cái tiêu chuẩn đẹp như thế này. Ví dụ như là các cái ghế ở đây, cái này nó là cái tiêu chuẩn nhá, chứ không phải là cái bộ nào cũng có. Đó, anh chị có thể tùy ý. Ví dụ như anh chị thích đầu tư thêm một chút, anh chị chọn cái tiêu chuẩn này, anh chị tìm những cái sản phẩm lành sạch đó thì anh chị lựa đó. Tại vì các cái phần gầm dưới này đó, như ban đầu em có giới thiệu rồi thì chắc là quý anh chị cũng hiểu đấy, thì có thể chúng ta sẽ phải chấp nhận một chút tì, một chút vết, chứ lúc nào cũng đòi sạch hết thì nó không có nhé. Đó, rồi đi qua cái ghế bên này cũng vậy đó, tiêu chuẩn ví dụ như nó lành sạch, nó đẹp đó, thì lúc nào thì cái cây cối nó cũng đẹp hơn đó, nó không có ôm tim và không có ôm thép thì nhìn cái sản phẩm nó sẽ đẹp hơn, chất lượng hơn đó, rất là nhiều đó. Và thêm những cái lý do mà để quý anh chị phải lật cái sản phẩm lên để kiểm tra đó, thì ở đây em không nói đến cái vấn đề là chúng ta có tin tưởng nhau hay là không giữa người bán với người mua. Nhưng cái này nó là cái quyền lợi. Khi mà quý anh chị đi mua một cái sản phẩm gì đấy, nói chung là về đồ gỗ nói chung, thì tốt nhất là các anh chị cứ kiểm tra trước đấy, cho về sau này nó đỡ mất lòng ấy. Thì khi mà các anh chị kiểm lật lên các cái sản phẩm như này, anh chị ngoài việc kiểm tra cái tỷ lệ gỗ nó sạch đẹp đó, thì anh chị cũng có thể kiểm tra được là cái sản phẩm này nó có đúng cái chất liệu, chất liệu gỗ như là công bố hay là không đó. Hay là mặt dưới thì rõ ràng là mặt trên chúng ta thấy gỗ đúng không ạ, rồi mặt dưới thì lại là ván ép thì sao đó. Thì nếu như các anh chị không kiểm tra thì chắc chắn là cái phần thiệt thì nó sẽ thuộc về quý anh chị chứ nó không thuộc về phía người bán. Rồi khi mà các anh chị lật các cái sản phẩm dưới này lên, nó cũng có một cái khía cạnh và cũng có một điều nữa cần lưu ý, đó là khi các anh chị lật lên thì anh chị cũng cùng đồng thời là chúng ta kiểm tra được là các cái phần mộng mẹo này, ở keo đinh ở các cái phần gầm dưới này nó như thế nào đó, nó có liền, nó có sạch hay là không. Nói là thì em cũng phải nói đi mà nói đi thì phải nói lại nhá. Thì cái hàng ấy thì nó cũng sẽ tùy nhá, có cái hàng có cái tiêu chuẩn đó và cũng có cái hàng nó không có nhá, vui lòng quý anh chị để ý một chút. Và rồi chúng ta cũng kiểm tra là trên những cái bàn đó, hay trên những cái ghế băng dài, để xem là ở các cây gông đỡ này nó có đạt cái tiêu chuẩn hay là không đấy, về cái độ dày hay là về cái khả năng mà nó giữ được cái tấm mặt tốt hay là không đó. Rồi chúng ta cũng cùng xem là các cái lớp như là các cái lớp chỉ cổ này đấy, hai lớp chỉ cổ là chúng ta xem là nó có kín mạch, nó có khít hay là không, đinh vít bắn xuống như thế nào, bắt vít thì bắt vít dạng vít cứng hay là bắn đinh. Nói chung là cũng hàng lối thì nó cũng rất là nhiều. Thực sự thì nói về đồ gỗ thì không phải là một sản phẩm mà một cơ sở sản xuất đâu, nó sẽ có rất nhiều các cái cơ sở sản xuất. Thì nhiều người sản xuất thì tất nhiên là họ sẽ làm theo tùy vào cái
cái khả năng cũng như là tùy vào cái cách mà họ muốn làm. Ví dụ như là một sản phẩm mà làm nó qua loa đi một chút, rồi đại khái đi một chút thì cái giá trị nó rẻ hơn, thì nó sẽ có một cái sức cạnh tranh về giá. Còn khi mà làm kỹ hơn thì thực sự là nó sẽ có hàng đẹp hơn, nó rõ ràng nó sẽ là hàng đẹp hơn, và em tin là ai cũng muốn làm hàng đẹp hơn hết, chứ không ai muốn làm hàng xấu. Đó, tuy nhiên thì khi mà hàng đẹp hơn rồi thì cái giá nó lại cao hơn. Thì khi mà chúng ta chia sẻ và nói với nhau về cái mức giá đấy, thì nó cũng lại là một cái vấn đề hơi khó. Tại vì đấy, ví dụ như giữa hai sản phẩm cùng là giống nhau, nhưng mà khi nói về cái giá đã cao hơn thì em tin là cái khả năng cao, tỷ lệ cao, nhiều khách hàng quý anh chị không đón nhận ngay đâu, mà quý anh chị sẽ tìm những cái sản phẩm rẻ hơn. Thì đó là cái tâm lý chung của quý khách hàng. Vâng, còn về phía bên Mộc Nam Huy thì em cũng có phải nhấn mạnh đến quý anh chị một điều, đó là riêng về với cơ sở bên em ấy, thì tất cả các sản phẩm tiêu chuẩn như thế nào em sẽ báo như vậy, và chất lượng gỗ như nào em sẽ báo như vậy, để khi khách hàng quý anh chị tới xưởng, anh chị kiểm tra hay là anh chị có ký nhận đó, thì anh chị ký nhận đó, đảm bảo cho quý anh chị một điều là đúng gỗ và đúng chất lượng 100%. Ví dụ như bộ ghế ở đây cũng vậy đó. Thì tất nhiên với cái tiêu chuẩn mà nó lành, nó sạch đẹp như này, thì thực sự là nếu như bên em quảng cáo thì em cũng có thể quảng cáo theo kiểu đó là gần như là không tì vết được đấy, em có thể quảng cáo được đấy. Nhưng mà không có đâu anh chị nhá. Đôi khi nó vẫn phải có đó, chứ không phải là không đâu. Cho nên là cũng qua cái video này đấy, cơ sở cũng xin nhấn mạnh đến quý anh chị là sạch nhất có thể thôi. Chứ còn bảo là không tì, không vết là không có nhá. Chứ còn nếu như chúng ta cố tình tìm ấy, thì nó vẫn phải có vết tì đấy, chứ nó không phải là không đâu. Chứ quý anh chị đừng nghĩ là em quảng cáo như vậy mà anh chị nghĩ là ông Mộc Nam Huy này hay đấy, hàng sạch sẽ đẹp tuyệt đối, không vết không tì, cứ tới và mua đi, thì thực sự là nó sai lầm nha quý anh chị nhá. Còn khi em quay thì quý anh chị cứ để ý, vâng, thì nó có được tới đâu thì em cũng thẳng thắn đến quý anh chị tới đấy, chứ không nói quá, không nói hơn đấy anh chị nhá. Đó, vâng, và đó cũng là những cái chia sẻ nho nhỏ của bên Mộc Nam Huy, cũng như là một số những cái trải lòng của em gửi đến quý anh chị khách hàng. Và cũng qua video này xin được cảm ơn rất nhiều các anh chị khách hàng đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ cho kênh YouTube của xưởng gỗ Mộc Nam Huy. Quý anh chị khách hàng có nhu cầu về các sản phẩm, xin vui lòng cứ liên hệ đến bên xưởng Mộc Nam Huy qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp trên màn hình. Và các anh chị khi tới bên xưởng em thì bên em là sẵn sàng phục vụ quý anh chị là hàng mộc, quý anh chị nhá. Hàng mộc kiểm tra và ký nhận trước khi sơn, đảm bảo quyền lợi cho quý anh chị khi đi mua, đúng gỗ và đúng chất lượng 100%. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị khách hàng ở trong các clip kế tiếp nhá.